À em trai ơi, cái mà cái vàng máy mà máy dung luống này nè, vét luống này nè, mình mới về quá trời ha, mấy cái ra 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10 cái rồi. Cái máy động cơ nó đâu anh, không thấy động cơ nó, mình gắn vô sau thôi. À mình lấy cái này ra, động cơ ra để mình rửa đúng không? Chính xác. Chứ còn nếu mà mình rửa động cơ thì sợ nó hỏng hả? Chính xác. Sao bữa anh cái máy cắt cỏ anh rửa nó không bị? Thôi cái đó anh kỹ mà, anh rửa chăm chút mà còn không rửa hàng loạt. Anh rửa vô luôn trong cái máy á mà nó đâu sao đâu. À vậy hả? Có vỏ. Vậy hả? Hèn chứ mấy ông kia không dám rửa mà anh rửa liều vậy đó. Rồi. À, như mấy này thì cái giá thành của nó có thay đổi không hay là nó một giá với nhau? Cái này bằng giá mà. À đồng giá hả? Đồng giá. Sao anh thấy có cái thì KF22 rồi KF17 rồi NF306 rồi KF22 nhiều hiệu. À nhiều hiệu hả? Hiệu gắn nhiều loại động cơ. À vậy hả? À cái này là chủ yếu để vét rãnh lên luôn rồi chế dàn cày luôn. Như cái này bán đồng giá là cả động cơ luôn là tùy hả? Tùy. Có nghĩa là khi mà ráp động cơ vô rồi mới tính đúng không? Bây giờ anh chỉ quay về không nói giá. Đúng rồi đó. Đúng không? Đúng rồi. Rồi khi nào mà ráp động cơ vô hết nhiêu tiền thì tính bao nhiêu? Đúng rồi, đúng rồi. Nhưng mà giá của nó là tầm khoảng bao nhiêu tiền trở xuống? Không quá 3 triệu đâu. Không quá 3 triệu đồng đúng không? Rồi ok, cả động cơ luôn đúng không? Đây là động cơ của nó đây. Mitsubishi động cơ T đó là L33. Băm ba này thì nòng nó mấy ly? 36. Nòng 36 à? Nòng này phát cỏ hết ý đúng không? Kéo mương rồi hết. Cái thằng này có cái được cái là một ngày nó chạy khoảng nguyên cả ngày luôn, khoảng 3 xị xăng. À. Đây. Cái này là tháo ra để mà rửa. Rồi nếu mà bà con nào mà muốn mua thì sẽ gắn vô lại bà con nha. Thì giá không quá 3 triệu đồng một cái. Một cái là cả động cơ luôn á. Đó, đây. Rồi. Ở đây là nông cơ Đức ở tại là Bình Lộc, Long Khánh, Đồng Nai, là bạn của mình. À, mình cũng ở Bình Lộc luôn. Thì anh bạn này cũng ở Bình Lộc. Đó, thì hai người đều Bình Lộc hết. Rồi. Nếu mà các bạn nào mà có muốn mua để về các cái vùng ruộng á, mình vét rãnh để lên luống đồ này nọ, mình vét rãnh nước thì hãy liên hệ với anh này. Cái máy này nó rất ít hao xăng, một ngày mình chạy cả ngày chừng khoảng 2-3 xị thôi, 3-4 xị thôi. Cái này rẻ lắm. Em muốn có động cơ sẵn ở nhà thì... Nếu mà bạn nào có sẵn động cơ máy cắt cỏ rồi thì mua cái này về, khỏi mua động cơ, các bạn tháo đút qua thôi đúng không? Đúng rồi. Còn cái này là rất rẻ. Rẻ thôi. Quan trọng là mắc ở cái động cơ. Đúng rồi. Như một cái động cơ kia là bao nhiêu tiền? Của Nhật á. Như cái đó tập tầm là cái 2 triệu hơn 2 triệu. Hơn 2 triệu vậy cái này có triệu bạc cái à? Không tới. À vậy hả? Rẻ rề vậy hả? À bán sổ sao vậy? Cái gì cái này mà không tới? Hỏi chứ bây giờ cái cốt đồ này không là biết bao nhiêu tiền rồi. Cái này mà rẻ quá, mình mua một cái về mình chế máy gì ta? Chế máy chế cái xe chạy đi. Hả? Nói gì nữa? Hay là chế máy gì ta? Cái này là hộp số giảm tốc hay chế tời chế gì kéo được đó. Nó giảm tốc nó chậm đúng không? À nó chậm. Quá hay. À quá hay. À không, quá dành cho những người mà nghiên cứu rồi để chế. Nghiên cứu chế đều khỏe ha. À có triệu bạc rẻ quá mà đây là cần số đây nè các bạn. Tới triệu giá thành rẻ. Cái gì chưa tới 1 triệu luôn à? Để dữ vậy. Nếu như mua số nhiều còn rẻ nữa. À có nghĩa là cái cần này không á là chưa tới triệu bạc cái. Đó là không tới đâu. À bán rẻ quá, bán chi mất công em. Kệ mày. Hả? Hả? Để cho bà con phục vụ cho bà con nghiên cứu rồi. À vậy hả? Rồi vậy cảm ơn em nha. Anh bỏ số điện thoại của em rồi ai có gì gọi thì gọi nha. Rồi. Okay. Đức này là bạn của mình nha. Tại vì ở chung xã Bình Lộc này luôn. À coi như đồng hương đồng khói đấy. Rồi. Rồi vậy nha.